sinh năm 36. Không rượu chè gì không? Không, trước bao nhiêu năm rồi ông không uống rượu ạ? Trước đấy trước đi xe thì hay uống, không uống rượu. Trước ông làm nghề lái xe thì uống đủ các kiểu. Thế là ông là người ở ở Bắc Ninh thì ông ở ở đây luôn. Gốc ở đây. Gốc ở đây. Ừ. Con ở Lương Tài. Thế ra mình Lương Tài mà. Vâng ạ. 85 tuổi quê con không ai khỏe như ông được. Nói thế. Con nói thật. 85 tuổi, đồng con nắm được hết các cụ ở quê bao nhiêu tuổi mà. Ông Loan lần này cũng 80. Không? 80. Tất nhiên là ở trên này thì có nhiều người 85 họ cũng vẫn khỏe, nhưng mà ý nói rằng ở ở quê nhưng cũng hiếm người khỏe như ông lắm. Vì cái giọng ông nó vẫn hùng hồn lắm, con nghe vẫn gọi sang sảng sảng nghe. Ăn to nên lớn. Vâng, còn ông nói. Nếu mà nói chuyện qua điện thoại con nghĩ ông chỉ 45-50. Nhất dáng thì thanh. Đúng rồi, nói chuyện qua điện thoại thì có khi nhân viên con gọi ông anh. Không thật. Tuổi như có ba đặng thôi. Sống thì là sống. Thế ông sang, ông hôm nay ông sang nhà con lần đầu tiên à? Thì mới ông ta đi qua đây này, nhà ta đây kia này. Ông thì nhóng vào con chơi, không đây, cần nhà ta không cần mua gì, cứ sang chơi. Không, không, nhờ ông nhiều năm đứa, cứ năm cửa hàng thế này. Năm cửa hàng? Năm cửa hàng, cả trang lên đây một cái đứa này. Mình kêu đứa là 2, 3 này, 4 này, 5 đứa. Ừ. Năm thời trang, năm đứa. Này. Ngày xưa ông sao ông nhiều đất thế? Không phải, ông ở trước làm có xưởng bánh kẹo ở bên đốc cầu.